Gần đây trên mạng xã hội, các thế lực thù địch và phản động kêu gọi tổng biểu tình toàn quốc dịp mùng 2 tháng 9. Không chỉ lợi dụng mạng xã hội để hô hào, các thế lực này còn tuyên bố sẽ liên tiếp phát động biểu tình đến khi nào lật đổ được chế độ Cộng sản ở Việt Nam mới thôi. Nhưng dù các thế lực thù địch có kêu gọi đến đâu, đưa ra những kịch bản gì, thì với người dân Việt Nam yêu nước chân chính, đó chỉ là những chiêu trò phá hoại lỗ bịch, sớm bị lên án, tẩy chay và thất bại trước khối đạo đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Báo của đội nhân dân trân trọng giới thiệu tới các đồng chí và các bạn bài Mọi kịch bản, biểu tình phi pháp đều thất bại trước khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong mục làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình. Cái gọi là lời kêu gọi tổng biểu tình ban đầu xuất phát từ ý kiến của một số nhân vật chống cộng cực đoan từ nước ngoài, sau đó được một vài tổ chức khủng bố và phản động nước ngoài tát nước theo mưa, trong đó có tổ chức Việt Tân và cái gọi là chính phủ lâm thời quốc gia do Đào Minh Quân cầm đầu. Những ngày vừa qua, lợi dụng mạng xã hội, các thế lực thù địch đã giáo giết kêu gọi, hô hào người dân trong nước hưởng ứng. Xong, lo ngại không lôi kéo được ai trong không khí cả nước đang náo nức chuẩn bị nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, Tết độc lập, các phần tử phản động cơ hội chuyển sang phương án thứ hai, kêu gọi tổng biểu tình vào ngày mùng 4 tháng 9. Từ nước ngoài, các thế lực thù địch tiếp tục chiêu bình, hiến kế, sử dụng người dân những hành vi vi phạm pháp luật hết sức nguy hiểm. Chúng công khai tuyên bố rằng đây là cuộc biểu tình để lật đổ chế độ rồi kêu gọi người dân mang theo bom xăng, vũ khí để tự vệ ôn hòa. Không khó để nhận thấy, hầu hết các lời kêu gọi đều xuất phát từ nước ngoài và từ những kẻ cực đoan, ngông cuồng, ảo tưởng, thậm chí hoàng tưởng chính trị. Một hòa thượng từ hải ngoại còn lạc quan đưa ra những con số lừa dối mị dân. Chỉ sau 8 ngày, bản kiến nghị yêu cầu Mỹ giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam mà ông ta soạn thảo đã thu được 1 triệu chữ ký. Một trang mạng xã hội phản động có tên phong trào dân trị thì hướng dẫn người dân sử dụng bạo lực khi tham gia biểu tình và đe dọa các lực lượng chức năng phải cẩn trọng để bảo đảm an toàn tính mạng. Chúng đặt vấn đề người dân cần mang gì khi đi biểu tình để rồi hướng dẫn người dân không nên chỉ dám nói chứ không dám làm, tha hi sinh một lần để các thế mai sau được thừa hưởng. Chúng hướng dẫn người biểu tình mang mũ bảo hiểm nhằm bảo vệ đầu khi bị chấn áp và đó cũng sẽ là vũ khí để chống vào lực lượng chức năng. Chúng cũng hướng dẫn người biểu tình mang khẩu trang để không bị ghi hình nhưng lại khuyên họ mang theo gạch, đá, xăng, dao gậy. Chúng xúi dục, tinh thần biểu tình là ôn hòa nhưng chúng ta sẽ không ngại ngần gì cho lực lượng chức năng ăn gạch đá, bom xăng như Bình Thuận đã làm. Những lời kêu gọi nêu trên, cho dù phần nhiều là giả dối, lừa dân, mang tính kích động, nhưng có một điểm chung là các thế lực thù địch vẫn không từ bỏ âm mưu, lôi kéo người dân tham gia các hoạt động biểu tình phi pháp để chống phá chính quyền theo mô hình cách mạng đường phố từ các cuộc biểu tình, chúng sẽ tạo ra điểm nóng, tạo ra bạo loạn chính trị, tiến tới lật đổ chính quyền. Chúng thể hiện rõ mục tiêu lâu dài đó khi thông báo sẽ còn kêu gọi biểu tình cho đến khi lật đổ chế độ Cộng sản mới thôi. Những năm gần đây, chúng đã nhiều lần thực hiện âm mưu thủ đoạn thâm độc này. Tuy nhiên, các lần kêu gọi của chúng đều bị thất bại trước sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với thế trận an ninh nhân dân gắn với quốc phòng toàn dân vững chắc, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngay cả ở một vài địa phương để xảy ra những vụ tụ tập gây rối thì số người tham gia cũng chỉ là cá biệt, là số ít so với đông đảo quần chúng nhân dân tiến bộ, chân chính, vẫn tuyệt đại đa số tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng, ở đường lối đổi mới đất nước. Bao nhiêu chiến dịch chuyển lửa về quê nhà, bao nhiêu lời kêu gọi lật đổ chế độ để mang về tự do, dân chủ nhân quyền của các lực lượng từ bên ngoài, sau cùng chỉ mang lại đau khổ, bất hạnh, sự lầm đường đến đáng thương, của một số người dân nhẹ dạ cả tin. Bao nhiêu viễn cảnh, ngôi mát ăn bắt vàng mà chúng vẽ ra đều chỉ là cho lừa phỉnh để những người dân nghèo xa vòng lao lý, đánh mất cả tương lai và cuộc sống bình thường. Đất nước Việt Nam sau 73 năm độc lập đổi mới, ngày càng phát triển và hoàn thiện, xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Nhà nước pháp quyền của Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm đấu tranh với những chiêu trò phá hoại, lật đổ, nên người dân Việt Nam luôn đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật. Tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh kiên quyết với những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Với truyền thống dân tộc, nhà nước Việt Nam cũng có kinh nghiệm để ứng xử nhân văn, mang tính giáo dục cao với những người dân bị kích động lôi kéo. Những lời kêu gọi tổng biểu tình dù thâm hiểm nhưng xét cho cùng chắc chắn cũng sẽ thất bại trước sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của thế trận an ninh nhân dân, của sự chủ động kịp thời rút kinh nghiệm sau những chiêu trò thủ đoạn mà chúng thực hiện ở Bình Thuận và một số tỉnh, thành phố thời gian vừa qua. Với mỗi người dân yêu nước chân chính, thực tiễn một số cuộc biểu tình thời gian qua đã cho thấy một sự thật là chưa bao giờ những lời kêu gọi đó mang lại điều gì tốt đẹp cho đất nước, mà chỉ là sự dối lừa, kích động, gây ra những điều xấu xa, kìm hãm sự phát triển của đất nước, ảnh hưởng xấu tới hình ảnh một đất nước Việt Nam hòa bình, thân thiện, an toàn trong mắt du khách và bạn bè quốc tế. Đã đến lúc không chỉ người dân ở các đô thị mà cả người dân ở nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa cũng phải cảnh giác trước trò kêu gọi, lôi kéo đi biểu tình của chúng. Chưa có một vùng quê nào, một địa phương nào thu lượm được điều gì tốt đẹp từ những cuộc tụ tập, tuần hành, gây dối và đập phá có bàn tay của các thế lực từ nước ngoài. Người dân cũng phải hết sức cảnh giác với những lời xúi dục mang theo hung khí, gạch đá, chai xăng, vì với hành vi này sẽ rất dễ dẫn đến vi phạm pháp luật hình sự và bị khởi tố bởi các tội danh rất nặng như chống người thi hành công vụ, tội bạo loạn theo quy định của pháp luật. Chính quyền cơ sở, các lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân phải chủ động, nhạy bén, kịp thời hơn nữa trong phát hiện, xử lý kiên quyết đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của chúng. Trong đó, cần chủ động nắm bắt thông tin và bảo đảm an toàn thông tin tốt hơn nữa trên mạng xã hội, không để kẻ xấu biến mạng xã hội thành môi trường tán phát kích động biểu tình. Với những đối tượng cầm đầu kêu gọi biểu tình và chuẩn bị biểu tình, cần phải bị xử lý nghiêm khắc hơn nữa, kịp thời khởi tố các vụ án hình sự có đủ căn cứ gắn với tội bạo loạn, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Không thể nương nhẹ hoặc dung túng để chúng tiếp tục quá mù ra mưa, nhất là không để một số đối tượng cực đoan cầm đầu tiếp tục nhảy múa trên thành gươm pháp luật kêu gọi bạo lực để phá hoại cuộc sống yên bình của người dân trong ngày tết độc lập đầy ý nghĩa